nhận định bóng đá Argentina đấu Iraq, chờ bất ngờ châu Á, Argentina có nhiệm vụ phải chiến thắng sau vở kịch lịch sử Olympic, trong khi Iraq đang tự tin làm nên bất ngờ tại Paris 2024. Đội tuyển Olympic Argentina vừa là nhân vật chính của vở kịch chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới cũng như thế vận hội mùa hè. Ở Olympic Paris 2024, Argentina khởi đầu tham vọng giành huy chương vàng bằng trận thua đội tuyển Olympic Maroc, với bàn thắng bị hủy sau gần 2 tiếng đồng hồ gián đoạn và khán giả đã về hết đó là rạp xiết lớn nhất mà tôi từng thấy huấn luyện viên javier mascherano chỉ trích đội trưởng otamendi tiếp lời vỡ tuần lịch sử nếu bỏ qua những tranh cãi từ việc người hâm mộ tràn xuống sân ném chai nước và pháo về phía cầu thủ argentina khiến trọng tài phải cho dừng trận đấu thực tế là đội quân của mascherano chưa thể hiện được như kỳ vọng argentina không thể áp đặt lối chơi không tạo được áp lực lên đối phương đó là lý do maroc vượt lên dẫn trước với hai bàn thắng Mascherano sử dụng Julian Alvarez trên hàng công nhưng không hiệu quả. Tiền đạo của Man City chưa cho thấy cảm giác bóng tốt nhất sau khi tỏa sáng ở Copa America 2024, giải đấu mà Argentina của Lionel Scaloni bảo vệ thành công ngôi vương. Giờ không phải lúc để than vãn. Argentina phải gạt sang một bên những ấm ức để tập trung vào trận đấu với Olympic Iraq. Chiến thắng là bắt buộc với Argentina nếu muốn giành vé tứ kết. Kết quả hòa dẫn đến bất lợi lớn, trong khi thất bại có thể sẽ về nước sớm. Trong trường hợp thua Iraq, cơ hội chỉ còn với Argentina nếu Ukraine thắng Maroc trong trận đấu ngay sau đó. Khi Argentina gặp nhiều vấn đề tâm lý và chiến thuật, thì Iraq rất tự tin sau khi ngược dòng thắng Ukraine 2-1. Chân sút kỳ cựu Amen Hussein, người ghi 4 bàn ở vòng loại World Cup 2026, trong đó có một bàn vào lưới tuyển Việt Nam, mở màn cho màn ngược dòng của Iraq. Ali Yassim, Cầu thủ 20 tuổi vừa gia nhập Como ở Serie A, cùng với Rafael Varen, Pepe Reina, Andre Belotti, CESC Farega huấn luyện, ấn định kết quả 2-1. Iraq sở hữu lứa trẻ rất tài năng, gồm những cầu thủ sinh ở nước ngoài như Hussein Ali, Thụy Điển, Blnj Hassan, Hà Lan, Joseph Amin, Đức, và Joseph An Imam, Thụy Điển. Tại Olympic Paris 2024, Đội hình Iraq có giá trị thấp nhất theo đánh giá của Transfer Market 5,75 triệu euro so với 247,55 triệu euro của Argentina. Dù vậy, sư tử Lưỡng Hà đang tự tin làm nên bất ngờ. Ở diễn biến khác, lịch sử đối đầu giữa U23 Pháp với U23 Guinea cửa trên áp đảo toàn diện. Lịch sử đối đầu và phong độ U23 Pháp đấu U23 Guinea, cả hai đội chưa từng gặp nhau. U23 Pháp đang có phong độ cao và bất bại trong năm trận gần nhất. Trong 5 trận gần nhất, U23 Pháp đang có phong độ rất mạnh mẽ với 3 trận thắng và không để thua trận nào. Họ ghi trung bình 3,4 điểm mỗi trận, trong khi chỉ để đối phương ghi 0,8 điểm. Pháp đạt tỷ lệ thắng 60%. Ngược lại, trong 5 trận gần nhất, U23 Guinea có phong độ kém ổn định hơn với 2 trận thắng và 2 trận thua. Họ chỉ ghi trung bình 0,6 điểm mỗi trận và để đối phương ghi 1,0 điểm. Tỷ lệ thắng là 33,3%. Như vậy U23 Pháp rõ ràng đang vượt trội hơn về phong độ so với U23 Guinea. Pháp thể hiện sự ổn định và hiệu quả hơn cả trong việc ghi bàn lẫn phòng ngự, đồng thời có thành tích tốt hơn. U23 Guinea cần cải thiện nhiều nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Pháp U23. Pháp là đội bóng chủ nhà của thế vận hội mùa hè Olympic 2024 và đó đó, đội U23 bóng đá nam của họ được xem là ứng viên sáng giá cho tấm huy chương vàng. Thực tế, ngay ở trận đấu mở màn vòng bảng U23 Pháp sớm cho thấy vóc dáng của nhà vô địch. Cụ thể, U23 Pháp đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Mỹ, đội bóng được xem là đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng A, đang có được đà tâm lý hưng phấn và đội hình lành lặng. Leblanc tự tin đánh bại U23 Guinea và sớm có vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Về phần đội bóng tới từ châu Phi, U23 Guinea không được giới mộ điệu đặt quá nhiều kỳ vọng tiến xa, khi họ tham dự Olympic nhờ vòng playoff. Thực tế, ngay ở trận đấu mở màn bảng A bộ môn bóng đá nam, U23 Guinea đã có 90 phút nghèo nàn và để thua 1-2 trước U23 New Zealand, đội bóng yếu nhất bảng A, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ vượt trội, U23 Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều. Một điểm có lẽ là đủ để U23 Pháp giành lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp. Nhưng với sự ủng hộ từ cố động viên nhà, họ sẽ ra sân với quyết tâm giành chiến thắng. Lịch sử đối đầu U23 Nhật Bản với U23 Mali, kèo dưới thua kém toàn diện. Lịch sử đối đầu và phong độ U23 Nhật Bản đấu U23 Mali, cả hai đội mới chỉ gặp nhau một lần. Nhật Bản đã may mắn có được kết quả hòa. Hai đội mới chỉ gặp nhau một lần trước đó, trong một trận giao hữu quốc tế vào năm 2018, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau khi Nhật Bản ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối. Trong năm trận gần nhất, U23 Nhật Bản thắng 2, hòa 2, thua 1, ghi trung bình 1,2 bàn mỗi trận, thủng lưới 0,2 bàn mỗi trận. Dựa trên những thông số này, U23 Nhật Bản có lợi thế rõ ràng trong trận đấu sắp tới, đặc biệt là với hàng phòng ngự vững chắc và thành tích tốt khi đối đầu với các đối thủ. U23 Mali sẽ cần cải thiện cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công để có cơ hội cạnh tranh. Nhật Bản đã khởi đầu Olympic Paris 2024 bằng chiến thắng hủy diệt năm không trước U23 Paraguay. Nhiều năm gần đây, Nhật Bản phát triển rất mạnh ở mảng bóng đá trẻ và đây như màn thị uy sức mạnh của đại diện châu Á. Tại Paris, họ rơi vào bảng đấu khá dễ với Paraguay, Israel và Mali. Không ai trong số các đội trên vương đến đẳng cấp của Nhật Bản, do đó các samurai được dự đoán sẽ sớm giành vé vào vòng nóc cao. Ở lượt trận thứ hai, Nhật Bản sẽ gặp Mali, đội chỉ có một điểm sau trận hòa 1-1 với Israel. Từ những gì đã thể hiện sau lượt đầu tiên, Nhật Bản mạnh áp đảo so với phần còn lại của bản đấu, và sẽ không bất ngờ khi Mali trở thành nạn nhân tiếp theo của họ. Tuy nhiên đây chắc chắn là trận đấu khó khăn hơn nhiều. Ở trận gặp Paraguay, Đại diện Nam Mỹ mất người ngay hiệp 1 và Nhật Bản không thể hy vọng lợi thế đó tiếp tục xảy ra ở trận đấu tới. U23 Nhật Bản sở hữu những cầu thủ khéo léo, kỹ thuật và có khả năng kiểm soát bóng tốt. Khả năng làm chủ thế trận của Nhật Bản là khắc chế cứng cho lối chơi mạnh mẽ, dựa nhiều vào tốc độ và thể chất của U23 Mali. Do đó, đại diện Nhật Bản nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp ngay sau lượt trận thứ hai. Dự đoán tỷ số, U23 Nhật Bản thắng U23 Mali 1-0.